Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Tiếp theo một cái chuỗi series các cái dòng địa hình ngon bổ rẻ, thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng địa hình thương hiệu Missile, hay tiếng Anh đọc là Missile, có nghĩa là tên lửa. Thì như các bác biết thì cái dòng Missile này thì nó đã có ở cái làng xe đạp thể thao Việt Nam vào tầm khoảng 4 cho đến 5 năm nay. Và cái dòng xe đạp này thì cũng được rất là nhiều người ưa chuộng bởi vì chất lượng chính hãng của nó, nhưng thương hiệu cũng chưa được nổi tiếng. Nhưng mà cái dòng này đã du nhập vào Việt Nam khoảng 4-5 năm nay rồi. Thì cũng em bán xe đạp thì cũng rất là nhiều bác khách hỏi em về cái dòng Missile này. Thì hôm nay em sẽ có một cái chiếc xe đạp địa hình Missile phanh dầu ngon bổ rẻ Mayerby vòng, em sẽ muốn giới thiệu cho các bác. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe này. Và đây các bác đang nhìn thấy tổng thể tổng thành của chiếc xe đạp địa hình Missile. Dòng này thì khi mà em mới vào nghề buôn xe đạp khoảng gần 5 năm trước thì nó đã có du nhập ở Việt Nam rồi, rất là lâu đời rồi. Và dòng thương hiệu Missile này thì trong cái video đây ấy, thì là cái cấu hình cũng là rất là tốt. Cũng là dòng Missile này cũng được rất là nhiều bác ưa dùng và hỏi mua của em từ như rất là nhiều năm trước rồi. Về phần yên của chiếc xe thì đẹp này, rất là đẹp rồi. Cọc yên tất cả Missile hết. Thì đây là cái dòng Missile X-Line. Nếu mà nói về những cái dòng địa hình mà thương hiệu nó không chưa được nổi như thế này ấy, thì chúng ta như em thì em thường trình bày về cái cấu hình của nó có cái gì tốt trong tầm giá và được gọi là ngon bổ rẻ. Thứ nhất thì về nước sơn của chiếc xe thì khá là đẹp, xe chính hãng của Missile, nước sơn đẹp trên 90%, không có một vết xước nào lớn trên khung cả. Size của chiếc xe là size 17 inch. Size 17 inch thì nó sẽ phù hợp cho các bác đạp có chiều cao từ 1m62 cho đến 1m75, 1m60 cho đến 1m75. Về cấu hình của chiếc xe thì xe được trang bị một cái bộ chuyển động lip, một bộ lip đằng sau là 9 tầng của Shimano. Còn bộ đè đằng sau đó là Shimano Alivio. Alivio chính hãng thì nó cao cấp hơn Tourlay, cao cấp hơn Antut, cao cấp hơn Acera, rồi đến Alivio. Và Alivio này là đời cuối, tức là đời mới chứ không phải là đời cũ. Nên nó sẽ có hình dạng như này. Các bác có thể tìm hiểu thêm trên Google. Đây, gạt đĩa của chúng ta cũng là gạt đĩa Alivio, và tí nữa trên tay bấm cũng là cùng một bộ Alivio luôn, một group luôn. Xe của chúng ta được trang bị một cái đùi đĩa trục rỗng nhé. Đùi đĩa trục rỗng và đĩa này là đĩa nhôm CNC. Thế nào là để biết đĩa nhôm CNC thì nó sẽ có sáng lên này. Và cái hai là ở những cái viền này nó có những cái khắc CNC, khắc bằng máy tính, robot ấy. Đĩa ngoài là đĩa CNC, đĩa trong là đĩa thép. Đó. Đùi trục rỗng. Dòng chiếc xe này thì được trang bị bánh Mayerby vòng. Lát em sẽ quay bên kia cho các bác xem. Lốp của chiếc xe là lốp Kenda 26x195, 26 inch, quả 195. Về phần giảm sóc của xe thì nó là giảm sóc dầu thủy lực. Giảm sóc thủy lực dầu. Đây, như các bác có thể thấy là đằng trước cũng chúng ta cũng là lốp Kenda này. Bánh 26 này. Mayer là Mayer bi vòng. Hay ở miền Nam còn gọi, các bác còn gọi là bạc đạn đấy. Mayer bi vòng. Đây là bánh xe là cho nó quay rất nhẹ. Đấy, em chỉ gảy nhẹ cái tay em. Về phần trên tay cầm của chúng ta thì có bộ tay chuyển số Shimano Alivio. Bên tay phải là 9 níp và bên tay trái là chuyển 3 tầng cho đĩa, đều của Alivio. Gạt đĩa cũng Alivio và tay chuyển số cũng vậy, đè cũng vậy. Phanh dầu của chúng ta là phanh dầu Shimano. Rất là ngon bổ rẻ, giá chỉ có... Giá là em đã đè ở dưới cái tiêu đề đấy.
Thì giá trong cái tầm giá đấy thì chúng ta đã có một cái cấu hình rất là tốt. Mayer bi vòng 9 níp Shimano Alivio toàn bộ, phanh dầu Shimano. Đây về bên này của chiếc xe thì cũng sơn cũng khá là đẹp, không có xước sát gì, không có một vết xước nào lớn cả, rất là đẹp xưa tất cả các thứ, xe chính hãng hết, khung chính hãng, đùi đĩa rỗng, size 17 inch phù hợp cho các bác đạp có chiều cao từ 1m62 cho 1m75. Đây là tổng thể bên này của chiếc xe. Ghi đông phốt tăng tất cả chính hãng Nissan. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai. Và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí. Còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng, phụ kiện và về, và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8/10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem chữa trước, nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em này em bán đồ cũ, cho nên số lượng chiếc xe chỉ có một chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển hết chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo, có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo, có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp, để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều,
một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe. Thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật Bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.